Giago xin được chào các bạn. Trong một buổi tối tháng 7 âm u, với cái nóng mùa hè dai dẳng của năm 1996, bầu không khí tại sân bay quốc tế John Kennedy, New York, Hoa Kỳ đang khá tấp nập. Qua cùng hàng người lúc đó là hơn 200 hành khách đang rục rịch chuẩn bị bước lên một chuyến bay tưởng chừng bình thường như bao hành trình khác. Thế nhưng, họ đã không bao giờ ngờ được rằng nó lại trở thành một chuyến bay gây chấn động cả lịch sử nhân loại. Vào khoảng 7 giờ tối, TWA-800 dự kiến khởi hành từ sân bay John Kennedy, New York đến với sân bay Charles de Gaulle, Paris. Nhưng chuyến bay đã bị hoãn đến 8 giờ 19 phút do lỗi từ một số thiết bị mặt đất, cũng như nhân viên phát hiện ra một vali hành lý bị thất lạc, không tìm thấy chủ nhân. Sau khi vấn đề được giải quyết, tổ bay chuẩn bị khởi hành. Transworld Airlines, viết tắt là TWA, vốn từng là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó đã bị hãng American Airlines thâu tóm. Chiếc máy bay Boeing 747-100 được sản xuất vào tháng 7 năm 1971. Vốn dĩ nó đã thuộc về Eastern Airlines, nhưng có vẻ tình trạng bom hàng là xuyên không gian và thời gian, nên sau đó Transworld Airlines đã sở hữu nó. Trước đó, chiếc Boeing này đã hoàn thành 16.869 chuyến bay với 93.303 giờ hoạt động. Có 230 người trên chuyến bay ngày 17 tháng 7 năm 1996, bao gồm 212 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Đội ngũ phi hành đoàn có cơ trưởng Ralph Kevorkian, người đã bay cho TWA 31 năm và không quân Hoa Kỳ trong 9 năm. Nhân viên kiểm tra tàu bay Stephen Snyder, làm việc cho TWA trong 32 năm, và kỹ sư hàng không Richard Campbell, người đã bay cho TWA trong 30 năm và không quân Hoa Kỳ trong 12 năm, cũng như thực tập sinh kỹ sư hàng không Oliver Crick, người đã bay cho TWA trong 26 ngày và đang trong vòng thứ 6 của khóa huấn luyện. Khoảng 8 giờ 19 phút tối ngày 17 tháng 7 năm 1996, chuyến bay mang số hiệu TWA-800 của hãng hàng không Transworld Airlines đã từ từ lăn bánh, cất cánh tại sân bay quốc tế John Kennedy, New York. Theo lộ trình, chiếc Boeing 747-100 mang số đuôi N93119 sẽ khởi hành từ sân bay New York để đến sân bay Leonardo da Vinci tại thành phố Rome, Ý. Trước đó sẽ quá cảnh tại sân bay Charles de Gaulle, thủ đô Paris của Pháp, và máy bay bắt đầu cất cánh từ cổng 27. Vài phút sau khi bay, TWA-800 nhận được một loạt các thay đổi hướng cũng như nâng lên cao hơn so với tầm bay dự kiến. Thời tiết trong khu vực lúc này có gió nhẹ với mây rải rác, làm tầm nhìn của máy bay bị hạn chế. Vào lúc 8 giờ 30 phút tối, tổ bay nhận được truyền tin từ Trung tâm Kiểm soát Không lưu ATC tại Boston và tiếp tục nhận được hướng dẫn nâng máy bay lên độ cao 4.600m. Chẳng ai ngờ rằng đây cũng là lần truyền tin cuối cùng. Tín hiệu radar cũng được ghi lại lần cuối bởi Cục Hàng không Liên bang FAA tại Travers, Pennsylvania vào lúc 8 giờ 31 phút 12 giây tối. Khi đó, điều hòa làm nóng bể nhiên liệu giữa gần như trống rỗng. Nhiên liệu bốc hơi lên khiến cả máy bay như trở thành một quả bom trên đường băng, chỉ chờ có tia lửa nhỏ bé. Mới cất cánh được 12 phút, một dây điện ở đâu đó bị chập gây đoạn mạch, truyền vào bể nhiên liệu đang nóng. Kết cục là chiếc máy bay đã nổ tung trên bầu trời Đại Tây Dương, trở thành một quả cầu lửa được nhìn thấy gần như từ khắp nơi dọc bờ biển Long Island. Vụ nổ làm máy bay vỡ thành hai phần, bao gồm phần mũi và phần còn lại. Mũi đâm xuống như một viên đạn, còn phần kia thì tiếp tục leo cao rồi mới rơi xuống biển, đem theo sinh mạng của toàn bộ 230 người có mặt trên chuyến bay. 38 giây sau, cơ trưởng chiếc Boeing 737 của Eastwind Airlines báo cáo với Trung tâm Kiểm soát Không lưu tại Boston rằng anh ta vừa chứng kiến một vụ nổ ngay trước mặt, cách chúng tôi khoảng 4.900m hoặc điều gì đó tương tự vậy, có lẽ nó vừa chìm xuống nước. Sau đó, nhiều cơ sở kiểm soát không lưu trong khu vực New York và Long Island liên tục nhận được thông báo về một vụ nổ từ các phi công khác hoạt động trong khu vực. Nhiều nhân chứng ở khu vực xung quanh vụ tai nạn nói rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ, cùng với đó là cảnh tượng một quả cầu lửa khổng lồ rơi thẳng xuống lòng đại dương. Họ thậm chí còn thấy các mảnh vỡ máy bay, một trong số đó thậm chí vẫn đang bốc cháy khi rơi xuống nước. Sau sự cố, các tàu dân sự, quân sự và cảnh sát đã có mặt tại địa điểm gặp nạn để triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đây cũng là chiến dịch trục vớt có số lượng thợ lặn lớn nhất tại Hoa Kỳ từng được triển khai.
Sau cùng, hơn 95% mảnh vỡ máy bay đã được thu hồi. Hải quân Hoa Kỳ và FBI kết hợp với Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia NSTB đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về vụ việc này, thu thập các mảnh vỡ của máy bay từ Đại Tây Dương và cho 30 công nhân làm việc liên tục 4 tháng để dựng lại máy bay trong một nhà kho chứa máy bay cũ của Grumman Aircraft tại Calverton, New York, nhằm mục đích lưu trữ, điều tra cũng như bảo toàn giá trị chứng cứ của những mảnh vỡ còn sót lại. Đây được xem là một nỗ lực tái tạo cực kỳ kỳ công, được ví như là Jetosaurus Rex, khủng long bạo chúa, phiên bản phản lực. Mặc dù liên tiếp có các báo cáo từ nhân chứng, các bằng chứng đưa ra được đánh giá là chưa đủ thuyết phục và cuộc điều tra buộc phải tiếp tục kéo dài. Vì vậy, chuyến bay TWA-800 trở thành một trong những vụ tai nạn máy bay bí ẩn nhất trong lịch sử nước Mỹ lúc bấy giờ. Chuyên gia về vật liệu Jim Whiteley đến từ phòng thí nghiệm của NTSB đã xác định được vị trí vụ nổ là từ thùng nhiên liệu trung tâm giữa hai cánh, Center Wing Tank. Vụ nổ xé toạc bụng máy bay, gây ra đứt gãy cấu trúc, khiến phần đầu máy bay trước cánh tách rời. Thân máy bay tiếp tục leo cao do động cơ vẫn còn hoạt động trước khi lao xuống biển, tạo thành quả cầu lửa như các nhân chứng thông báo. Chỉ vài ngày sau vụ tai nạn, Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ NTSB đã thông báo ý định thành lập nhóm nhân chứng của riêng mình và phỏng vấn các nhân chứng vụ tai nạn. Hoạt động điều tra diễn ra vô cùng căng thẳng. Về phía FBI, ngay từ đầu họ đã cho rằng đây rõ ràng là hành động khủng bố, bởi thảm kịch này xảy ra chỉ 2 ngày trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ 26 ở Atlanta, Georgia. Một điểm đáng ngạc nhiên khác là kịch bản tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ. Trên chuyến bay đến Lockerbie năm 1988, chiếc 747 của hãng Pan Am cũng đã nổ tung trên bầu trời do một quả bom được khách gửi trong hành lý nhưng không lên máy bay. Chuyến bay TWA-800 đã khởi hành trễ cũng do phải đợi một hành khách. Người này gửi hành lý, túi hành lý đã được đưa lên máy bay nhưng chủ nhân thì không xuất hiện. An ninh đã được siết chặt và tổ bay trên TWA-800 đã mất thời gian đi tìm người hành khách vắng mặt này. Thêm vào đó, phi trường John Kennedy cũng là điểm nóng và là mục tiêu tấn công khủng bố của nhiều đối tượng. Cùng lúc, dư luận lúc đó đang đổ dồn về một tên khủng bố khét tiếng người Pakistan, Ramzi Youssef. Giao cùng thời điểm của chuyến bay TWA-800, Ramzi Youssef cùng các đồng phạm đang bị xét xử tại Tòa án Liên bang New York sau khi chủ mưu đánh bom trung tâm thương mại World Trade Center năm 1993 bằng 600kg thuốc nổ nhồi trên xe tải làm 6 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Ramzi cũng là kẻ đã trực tiếp đặt bom chuyến bay 434 của Philippine Airlines năm 1994 bằng một loại bom hẹn giờ tự chế bằng nitroglycerin lỏng. NTSB lại không giỏi đưa ra kết luận mà bác bỏ mọi suy đoán về nguyên nhân của vụ nổ. Tuy nhiên, hoạt động điều tra chẳng mấy thuận lợi vì nhiễu loạn thông tin. Mặc dù có sự khác biệt đáng kể giữa các nhân chứng, tuy nhiên có hơn 600 nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy vệt khói lạ trước khi vụ nổ xảy ra. Thậm chí còn có người gửi cả ảnh chụp chứng minh. Tin đồn nối tiếp tin đồn. Các nhà điều tra phải mở nhiều hướng điều tra khác nhau xoay quanh giả thuyết tên lửa đã bắn rơi TWA-800. Mặc dù vẫn chưa được xác thực, nhưng thông tin này đã được đăng tải tràn lan trên Internet và các kênh truyền thông, tố cáo tàu chiến Mỹ bắn nhầm TW-800 thay vì bị khủng bố. FBI cũng nắm được thông tin có 8 tàu chiến, 8 tàu ngầm và 5 máy bay chiến đấu hiện diện trong vòng bán kính 550 km quanh khu vực máy bay rơi. Một máy bay cảnh báo sớm B-3 Orion và một tàu ngầm lúc đó cũng đang tiến hành tập luyện. Tuy nhiên, giả thuyết này sớm bị loại trừ sau khi FBI cho kiểm tra lịch sử hoạt động của các phương tiện quân sự trong khu vực. Không có tên lửa nào được bắn lên và vệt khói trông giống như tên lửa trong hình được nhân chứng gửi đến cũng được xác nhận là vết bẩn trong cuộn phim. Thế nhưng, giả thuyết bị bắn nhầm lại được nhen nhóm bởi cựu thư ký truyền thông Nhà Trắng của Tổng thống John Kennedy là ông Pierre Salinger. Ông tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy Hải quân Mỹ đã bắn rơi TWA-800. Tuy nhiên, vụ việc đã bị che giấu. Ông tung ra một đoạn băng ghi màn hình radar cho thấy có một vật thể không xác định bay đến vị trí của TWA-800 trước khi máy bay rơi. Và tất nhiên, những ai nghi ngờ về vụ tai nạn của TWA-800 cũng ủng hộ giả thuyết của Salinger. Thậm chí đến nay, vẫn còn nhiều người tin rằng TWA-800 bị bắn rơi.
Mọi ánh mắt được đổ dồn về tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Normandy, và FBI một lần nữa lật hồ sơ hoạt động của chiến hạm lớp Ticonderoga này để kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả cho thấy rằng chiếc tàu được xác định hoạt động ở cách vị trí máy bay rơi ít nhất 160 km, vượt ngoài tầm bắn của tên lửa mà nó mang theo. Thêm vào đó, hình ảnh radar được Salinger đưa ra làm bằng chứng cũng được các nhà khoa học phân tích rằng tín hiệu của vật thể được cho là tên lửa kia thực ra là một nhiễu động hay vệt dư âm radar của một chuyến bay khác là Jet Express 18 bay gần TWA-800. FBI sau cùng đã phải tuyên bố loại trừ giả thuyết bắn nhầm của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, giả thuyết đánh bom khủng bố vẫn còn và FBI vẫn phối hợp cùng NTSB điều tra. Ngày thứ Bảy của hoạt động trục vớt, các người nhái đã tìm được hai hộp đen CVR và FDR của TWA-800. Chúng được đưa về phòng thí nghiệm của NTSB để trích xuất dữ liệu. Dữ liệu của hai hộp đen dừng đột ngột vào 8 giờ 31 phút 12 giây tối. Cuối đoạn ghi âm có một tiếng ồn lớn, một dấu hiệu cho thấy có gì đó đã xảy ra đột ngột với TWA-800 mà các phi công không kịp phản ứng. FBI và NTSB chia ra nhiều hướng điều tra. Phía FBI đã sớm phát hiện ra dấu hiệu của chất nổ trên mảnh vỡ của TWA-800 được vớt lên từ độ sâu 37 mét dưới mặt nước. Hai hóa chất được FBI xác định là RDX và BETN, Beta-erythritol tetranitrate. Cả hai đều là các hợp chất hữu cơ thường dùng trong chất nổ nhựa. BETN cùng họ với nitroglycerin, loại chất nổ mà tên khủng bố Ramzi Youssef từng sử dụng để đánh bom chuyến bay của Philippine Airlines năm 1994. Nhưng nhiều dấu vết cho thấy chất nổ phát hiện trên TWA-800 có vẻ xuất phát từ một hoạt động tập huấn an ninh sân bay. Chiếc Boeing 747 của TWA cách đó một tháng đã được Sở Cảnh sát St. Louis thuê để huấn luyện chó nghiệp vụ. Cảnh sát đã sử dụng đúng hai loại chất RDX và BETN đặt trong các vali giả, và một trong số những vali đạo cụ này đã bị thủng gây rò rỉ hóa chất. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn nhiều nghi vấn về kết luận này. Xăng máy bay khi đó là xăng Jet A và nó có đặc tính rất đặc biệt, đó là ở dạng lỏng. Nó khó cháy, nhưng khi nằm trong không gian kín như thùng xăng và được làm nóng, xăng Jet A bay hơi và hơi xăng lại rất dễ cháy. NTSB đã điều tra về khả năng nhiên liệu trong thùng xăng của chiếc 747 bị đun đến nhiệt độ gây cháy, do họ lập tức tìm đến hệ thống điều hòa không khí được đặt ngay bên dưới thùng xăng. Các nhà điều tra phát hiện ra ngưỡng nhiệt độ chớp cháy của xăng Jet Air trong thùng nhiên liệu trung tâm rất thấp, chỉ 35,8 độ C. Tuy nhiên, vào thời điểm trước khi cất cánh, thời tiết nóng và hệ thống điều hòa đã phải vận hành tối đa công suất để các hành khách thoải mái khi chuyến bay bị hoãn trong hơn 1 giờ đồng hồ, nên chắc chắn nhiệt độ cao hơn thế rất nhiều. Từ đây, Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia NSTB và các nhà khoa học tại FAA đã cho thử nghiệm trên một chiếc 747 thật, mô phỏng lại các điều kiện mà TWA-800 đã trải qua trước khi phát nổ trên không. Họ cho bơm 189 lít nhiên liệu vào một chiếc 747 trong thùng xăng gắn 90 cảm biến nhiệt độ. Máy bay này cũng được cho nằm phơi nắng trên mặt đất. Hệ thống điều hòa bật trong 2 tiếng 45 phút. Tiếp theo, chiếc máy bay được cho cất cánh với các thông số tương tự TWA-800 từ tốc độ đến độ cao, tốc độ leo và đường bay. Khi chiếc máy bay đạt độ cao 4.200 m, độ cao mà TWA-800 phát nổ, các nhà điều tra xác định nhiệt độ trong thùng xăng lên đến 53 độ C, cao hơn 17 độ C so với ngưỡng nhiệt độ chớp cháy của Jet A. Tuy nhiên, để xác định liệu một vụ cháy bên trong thùng xăng có thể khiến chiếc Boeing 747 dở trên không, các nhà điều tra tại NTSB đã xây dựng một mô hình thùng xăng của 747 ở tỷ lệ 1:4 cho bơm hơi xăng Jet A vào và kích cháy. Kết quả, thùng xăng nổ lớn phá hỏng cấu trúc thùng xăng và chắc chắn thiệt hại sẽ khiến chiếc máy bay bị xé toạc. Như vậy đã rõ, hơi xăng Jet A chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể khiến hỗn hợp xăng khí cháy dữ dội. Như vậy, điều mà Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia NSTB cần làm bây giờ chỉ là tìm ra nguồn phát tia lửa. Mồi lửa phải bắt nguồn bên trong thùng nhiên liệu. Và điều tra Robert Swam đến từ NTSB cho biết, sau khi loại bỏ nhiều nguyên nhân, ông phát hiện ra hệ thống dây điện dành cho cảm biến đo mức nhiên liệu bên trong rất có thể là nguồn phát tia lửa.
Điểm nối dây trên cảm biến đo nhiên liệu có kẹp giữ bằng thép với cặn sắt và đủ sắt để khiến dây điện bị tơi để lộ lõi đồng. Tuy nhiên, điện đi vào cảm biến trong thùng nhiên liệu có điện áp rất thấp, không đủ để gây ra tia lửa. Robert Swan đã lần theo đường dây điện của cảm biến nhiên liệu và phát hiện nó được bó chung với những sợi dây điện khác dành cho hệ thống như đèn cabin. Những sợi dây điện được bó thành bó lớn chạy dọc theo sàn của chiếc máy bay. Dựa trên manh mối này, Robert Swan cho ra hệ thống dây điện của những chiếc 747 khác có cùng tuổi đời 25 năm như chiếc trong vụ tai nạn của TWA-800 và phát hiện những bó dây điện bị tơi, vỏ cao su bị nứt, một số còn lòi lõi đồng ra và được quấn lại bằng băng keo. Bob Swan cho rằng dòng điện điện áp cao đã có thể được truyền sang dây điện điện áp thấp đi vào thùng nhiên liệu, từ đó gây đoạn mạch và phát ra tia lửa, kích nổ hỗn hợp xăng khí Jet A. Vậy làm sao để chứng minh được sự cố đoạn mạch đã xảy ra trên chiếc Boeing 747 của TWA-800, từ đó kích nổ thùng nhiên liệu? Đoạn mạch thường không để lại dấu vết vật lý trên dây điện. Các nhà điều tra đã quay lại với đoạn ghi âm từ CVR và dữ liệu chứng bay từ FDR. Đoạn ghi âm dài 13 phút từ CVR không cho thấy nhiều dấu vết bất thường, nhưng sau khi soi kỹ, họ phát hiện ra chỉ ngay trước khi đoạn ghi âm dừng lại, sóng âm thanh cho thấy hai khoảng dừng rất nhỏ. Mỗi đoạn dừng chỉ 2 micro giây, nhưng bấy nhiêu đã đủ để củng cố cho giả thuyết đoạn mạch. Hai khoảng dừng là dấu hiệu cho thấy điện bị ngắt bất chợt khiến chiếc hộp đen CVR tạm thời ngưng ghi âm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy có hiện tượng đoạn mạch trên chuyến bay 800 của TWA. Sau 4 năm 1 tháng, tiêu tốn 40 triệu đô la, NTSB đã đưa ra kết luận cuối cùng về thảm kịch của TWA-800, một vụ nổ thùng nhiên liệu gây ra bởi một tia lửa điện do đoạn mạch. Kết luận này đã làm lung lay những giả thuyết rằng chiếc máy bay bị bắn nhầm bởi tàu chiến hay bị tấn công khủng bố. Sau vụ tai nạn của TWA-800, FAA đã ban hành hơn 70 hướng dẫn sửa đổi về an toàn bay nhằm loại bỏ các nguồn có thể gây cháy và cải tiến việc lắp đặt hệ thống dây điện vào thùng xăng. Boeing cũng đã tuân thủ các chỉ dẫn của FAA và cho lắp một hệ thống gọi là bơm khí trơ bên trong thùng xăng. Hệ thống này tự động bơm nitơ vào thùng xăng, từ đó ngăn nhiên liệu bắt lửa. Cuối cùng, cuộc điều tra chịu nhiều chỉ trích về chuyến bay 800 đã kết thúc vào cuối năm 1998 với việc các điều tra viên kết luận rằng vụ nổ xảy ra là do hỏng hóc cơ học, không phải do bom hay tên lửa. NTSB sau đó đã quyết định giữ lại phần thân được phục dựng của TWA-800 để phục vụ cho công tác đào tạo trong tương lai. Họ chuyển nó đến một trung tâm đào tạo ở Ashburn, Virginia. NTSB cũng đã cam kết với các gia đình nạn nhân của vụ tai nạn rằng sẽ không bao giờ đem phần thân của TWA-800 ra trưng bày trước công chúng nếu không sử dụng nữa. Vì vậy, sau hơn 20 năm nằm ở nhà kho ở Virginia, hợp đồng thuê nhà kho sắp hết hạn, NTSB sẽ phá hủy phần còn lại của TWA-800 để giữ đúng lời hứa với gia đình các nạn nhân. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GHCO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GHCO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.